Hello, xin chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở khu vực quận 10 nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cả nhà đi ăn món cơm gà Nha Trang. Ở trong video lần trước thì mình đã giới thiệu đến cả nhà một cái món đặc sản của Phú Yên, đó là món cơm gà lá é. Món đó cũng rất là đặc biệt và nổi tiếng. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn cơm gà Nha Trang. Đây cũng là một cái món đặc sản của vùng biển Nha Trang nha các bạn. Thôi không nói nhiều nữa, nói chung bao giờ mình sẽ cùng vào đến cái quán này ngay lập tức và để xem là cái món cơm gà ngày hôm nay có gì đặc biệt, có gì hấp dẫn nha các bạn. Đi nhá. Menu chị ơi. Ở đây là cái cơm của mình là cơm nào là đặc biệt? Ở đây là có gà luộc với gà xé là người ta ăn nhiều. Gà luộc gà xé ăn nhiều hả? Gà luộc gà xé là gà luộc là mình bán theo kiểu như nào chị? Theo phần á anh. Tức là có gà, có kêu, có canh, đầy đủ. À, là một phần như vậy là 52.000 ha. Còn ở đây mình có gọi là nửa con là 193.000. Gà là gà luộc và gà xé. Ở đây gà chiên. Gà chiên với lại gà chiên, gà mắm với gà nướng là một gà công nghiệp. À, không, còn mấy gà này là không phải. Đúng rồi, gà luộc với lại gà ta xé với lại gà có xả lại gà ba. À, tức là cái này phân biệt hai loại nha các bạn. Tức là gà chiên là dùng gà công nghiệp, và còn là gà luộc và gà xé là dùng gà ta, thật hại với ta. Ở đây là cái món nào là khách ăn nhiều chị? Gà luộc hay gà xé? Gà xé với gà luộc là ta nhận nhất mà thường là ta gà xé. Vâng. Gà xé là mình xé bỏ xương ra mà lấy thịt nạc thôi. Còn vâng. Gà luộc là mình có đùi, má đùi hay là cánh là mình chặt. Mình chặt ra ha. Đó là phân biệt của làm việc. Còn cái gà ta xé lòng là như thế nào chị? Gà xé lòng là có một chút gà xé nữa thêm ít lòng. Vâng. Lòng vâng, ví dụ như ở đây mình có bán là ví dụ như em muốn mua một phần cơm gà xé rồi mình bán thêm một phần lòng viên á, mình có bán không? Có bán. Làm thêm á, tại có những món thêm ở bên này menu nó có những cái món thêm á. À rồi, ở đây mình cơm là cơm gì thì cơm là em gà để mà xào gạo xong rồi sau đó mình hấp hấp sừng á. Vâng. Phải là chi đâu. À cơm hấp ha. Dạ. Vâng, thôi vậy chỉ cho em một phần gà luộc, một phần gà xé. Dạ, và bây giờ anh muốn ăn thế nào, không có cánh, không má, đùi, không đùi, ăn phần nào là đùi. Đùi, cho em phần đùi đi chị. Đấy, là gà xé. Với lại, vâng, gà xé là cho em một phần thêm cái bộ lòng á chị. Thêm. Dạ. Ở đây là có canh không chị? Dạ, canh là tụi em kèm vô cơm à. À, canh là, dạ. Là kèm theo luôn ha. Dạ. Vâng, rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ dạ dạ. Rồi các bạn ơi, nói chung là ở đây đây là cái menu của các bạn này, các bạn tham khảo qua luôn nha. Ở đây thì mình thấy là có giá thì nó sẽ dao động từ 40.000 và cao nhất là có phần gà luộc nguyên con là 335.000. Đấy nha. Và bên này thì có các phần nước thì giá khoảng 18.000. Các món thêm thì giá từ 15 đến 40.000. Nói chung là đây là cái phần giá nha các bạn. Nói chung là ở trong cái quán này thì cái đầu tiên các bạn có thể thấy là nó rất là thoáng. Thoáng lắm. Quán này là một cái chiều dài có độ sâu vào trong và quạt nó cũng khá là nhiều quá cho nên là ngồi nó cũng khá là thoáng. Quạt chó thôi, không có máy lạnh nhưng mà được đấy. Có máy lạnh không ta? Nhưng mà vô trong này rất mát. Có máy lạnh nha các bạn. Đấy, không gian quán thì nói chung là cái đầu tiên mình thấy là quán nó sạch sẽ nha các bạn. Sạch sẽ và không gian quán thì mình thấy nó rất là thoáng mát. Thoáng mát sạch sẽ. Nói chung là đầu tiên như vậy là ok rồi đó. Bế bốn lời đi xa cách nó qua làng hai cái nước suối rồi. Bây giờ chờ nhé các bạn. Nói chung hồi này thì mình thấy bạn nhân viên order cũng rất là lịch sự, nhẹ nhàng, lịch sự. Ok. Này phần mang về. Phần này là bao nhiêu em? Không biết luôn. Trong này là mà hiểu ra theo sao đơn nên không biết à. Dạ, nó có gì giá bill á. Đây là gà luộc này, đây là gà xé này. Này gà chiên đúng không em? Dạ đúng rồi. Gà chiên. Này là chiên không? Này là cơm. Dạ. Ủa cơm này là mình nấu mà đúng không? Đâu phải hay là hấp, anh tưởng hấp chứ. Nấu xong rồi mình hấp lại cho nó nóng. À nấu xong hấp lại. Mình cho đây điện nóng. Cái màu vàng này là mình bột nghệ em. Dạ vâng ạ.
đây thì mình thấy có xa xíu này, có gà ta kho xạ này, rồi có cánh gà chiên mắm này, rồi có gà chiên này, rồi có lòng gà này, rồi có gà xé, gà luộc. Ở đây thì cái quầy đồ ăn các bạn là người ta bọc ở ngoài một cái, tức là cái tủ kính ở phía trong, tách biệt với nhân viên ở phía ngoài, người đi phía ngoài và nhân viên ở phía trong. Cái này là phần cơm gà xé đúng không em? Dạ đúng rồi. Nước sốt à? Dạ. À. Hai phần. Cái này là lòng thêm. Cái lòng thêm nữa nha em. Còn xài chưa có à? Cái này là cái trúng gà á chị? Đúng rồi. Ở đây các bạn mình thấy là người ta để trong một cái tủ kính rất là sạch sẽ. Này quay xe. Chị có thể cho em một chén nước sốt này nhỏ nhỏ được không chị? Đúng rồi cho em. À, một miếng sốt này là xin thêm tính tiền ha. Một chén đó là 5.000. À, một chén 5.000 thôi, chị cho em một chén nhỏ đi. Vâng. Một chén sốt thêm 5.000 nhé các bạn. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra hai phần nha. Đúng hơn là ba phần đấy. Ở đây thì có gà xé, gà luộc, rồi gà chiên, rồi hình như có cả cái phần gà rim nữa các bạn ạ. Nhưng mà ở đây thì cơm gà Nha Trang ngon nhất vẫn là cơm gà luộc, cho nên là mình kêu hai phần cơm gà luộc. Đây các bạn nha. Đây là cái đĩa này thì có giá là có hình như đây là cái đĩa đắt nhất của quán rồi đó. Đĩa này là đùi gà góc tư nha các bạn. Đùi gà góc tư thì sẽ có giá là 98.000. Cái đĩa này các bạn. Gà thì lúc này khi mà mình nói chuyện với cái chị nhân viên á thì chị nói rất là thật là gà Nha Trang cơm gà luộc thì là dùng gà ta. Còn nếu các bạn ăn cơm gà xé, à quên, gà chiên. Rồi, cảm ơn chị nhé. Nếu các bạn ăn cơm gà chiên thì là gà công nghiệp. Đấy, chị nói thẳng như vậy luôn đấy. Và đây là gà ta nhé các bạn. Đĩa này là 98.000 nha. Nói chung đùi gà góc tư to nha. Thì một đĩa sẽ có một cái đùi gà góc tư được chặt làm nhiều phần cho dễ ăn. Rồi phần cơm phía dưới, phần rau ăn kèm, chưa leo, rau răm. Và mình sẽ có thêm một hành phi các bạn này. Và đặc biệt nha, đặc biệt là cái phần nước sốt đó các bạn này. Cơm gà Nha Trang á, là nó ngon hay không á, là phần lớn ở cái phần nước sốt này nha các bạn. Nước sốt này giống như là gọi là cái quyết định vậy đó. Cái nước sốt này là làm theo kiểu giống như là bơ trứng các bạn. Giống như gọi là sốt marinade á. Đấy. Sốt này là sốt đặc biệt nha. Ở đây thì mình có, hồi nãy mình nhìn cái đĩa cơm hơi ít sốt, cho nên là mình có mua thêm một chén sốt. Chén sốt này là 5.000 nha các bạn. Và đây là một cái phần cơm gà xé. Cơm gà xé phần này thì bạn nào không muốn cầm gặp thì mua phần này nha. Phần này cũng y chang luôn, nhưng mà thay bằng gà góc tư thì sẽ ở trong này bù vua là sẽ là gà xé nha. Đấy, phần này thì có giá là 42.000. Cũng có cơm, ăn kèm với nó cũng có rau răm, có dưa leo và dưa chua. Đấy, và bên này này là cái phần cuối cùng này. Phần này mình mua là phần lòng thêm, phần này thì có giá là 26.000. Combo của nó thì thêm cả canh nha các bạn. Canh thì đây là nước súp canh á, thì có một quả trứng cút ở trong đó. Lúc này mình trong kia mình thấy người ta làm như vậy đó. Và chỉ mua thêm một chén nước mắm. Nói chung là đầu tiên thì mình thấy là cái kiểu mà sạch sẽ mà nó nâng lên một tầm mới. Về cái giá thì đây là 96.000 cho gà góc tư, cái này là gà ta nha các bạn. Hấp dẫn đấy. Mời cả nhà nha. Hộp miếng nước sốt cơm. Cái món cơm gà Nha Trang này là đặc trưng của nó là cái chén nước sốt này nha các bạn. Ăn cái kiểu của nó giống như mà gọi là mình ăn khai vị vậy đó. Cái này thực ra thì giống như mà cái nước luộc gà á. Cái nước luộc gà xong đó là người ta cho trứng, cho sốt, rồi cho một ít tiêu, hành là bạc thôi. Có nêm nếm nha.
Các bạn này, cơm gà Nha Trang á thì nó ngon hay không á thì nó phụ thuộc hai phần. Phần thứ nhất là phần cơm. Cơm này thì người ta nấu bằng nước của gà. Các bạn nha, cơm đây nha. Tức là hạt cơm đây như các bạn để ý nha, nó không khô, không ướt. Nó rất là tươi. Tơi, phải rất là tơi nha. Kiểu hấp như hấp xôi các bạn. Cơm ăn có vị béo nhẹ. Người ta dùng nước ruột gà người ta nấu cho nên cơm ăn có vị béo nhẹ, rất là ngon. Đây là một loại nước mắm gừng. Nước mắm gừng để chấm với gà nhưng mà mình chan với cơm được. Đúng bài nữa nha bạn. Cho một chút sốt. Cơm gà Nha Trang nó ngon không là do cái phần nước sốt này. Đấy. Chỉ cần bấy nhiêu thôi các bạn ạ. Cái nước sốt này nó rất là thơm nha, thơm và béo cho nên nhưng mà ăn nhiều thì hơi ngấy nha các bạn. Cái này các bạn, cái nước sốt này á là người ta làm bằng từ cái trứng gà với lại dầu ăn và một số gia vị khác nữa. Vì trong này nó có dầu ăn đó các bạn, cho nên là nếu mà ăn nhiều hơi béo nha. Nó giống như kem vậy các bạn nha, giống như có thể giống nó giống như kem hoặc giống như sữa đặc vậy đó, sữa ống thọ vậy đó. Hơi béo nha, nhưng mà ăn cái này ngon, ăn vào trong miệng á có cái vị gọi là ngấy ăn đã lắm. Nó hơi ngày ăn đã lắm. Quát quá. Cái phần thứ ba là cái phần gà. Ô gà này luộc mềm nhá các bạn. Luộc rất là mềm. Đấy. Chan một chút nước mắm lên. Đấy, ngon chưa? Mời cả nhà. Hôm nay mình có cái phần gà ốc hương này là ăn xong là no luôn các bạn. Cái quán này rất là sạch sẽ. Nhưng mà người ta không có để cho mình một cái thùng rác. Cho nên mình ăn cái xương này xong mình không biết để đâu. Cái này có thêm phần rau răm các bạn ạ. Ăn gà với có rau răm. Mình nghĩ nếu mà cái này mà cắt rau răm ra mà để mình trộn chung với cơm cho đều ăn thì có vẻ ok hơn. Cho em cái gì không? Rồi, cảm ơn. Lấy cái gì với xịt, em biết thấy ở đây còn cái phần ớt này. Ớt xiêm. Gà đấy các bạn, người ta luộc một kiểu luộc mềm nữa các bạn. Chứ không phải là luộc theo kiểu để còn cứng. Tức là giống như kiểu mà người ta luộc rất là kỹ cái phần gà này. Đấy. Cái kiểu của cơm gà Nha Trang mà, tức là người ta luộc gà, người ta cũng luộc cho nó mềm, mềm cái da ra, chứ người ta không để giòn da thành thật như thử các loại gà Tam Kỳ hay là gà Quảng Nam. Và cái cơm ăn với cái sốt cũng hơi béo béo này, tức là chung quy là cái kiểu cơm gà Nha Trang là nó thơm thơm kiểu béo béo này mà ngọt trong miệng, đấy cái kiểu nó nhiều như vậy đó. Cái này vô đó còn mắt ạ. Mình có kêu thêm cái phần lòng các bạn ạ. Một phần lòng này có giá là 26.000 nha. Ở đây thì một bộ lòng á thì nó có tim gan, tim này, huyết này thì như không có gan á, rồi là mề à, có gan nữa, tim gan huyết mề. Đấy. Đây là một bộ lòng của nó nha. Món gà đây người ta luộc mềm mà. Mình nghĩ bạn nào mà yếu yếu răng hoặc là người lớn tuổi là ăn cái này cũng vô tư luôn. Luộc mềm lắm à. Mình không biết là do cái bạn nhân viên bán luộc gà bán quên bớt hay là cái kiểu của người ta như vậy. Nhưng mà thực ra thì mình đã thích ăn kiểu mềm như thế này. Cái kiểu nó không dai quá, ăn nó rất là dễ ăn. Hmm.
thăm trần nha các bạn. Hấp dẫn nha. Mời cả nhà. Cái kiểu nó cứ hơi béo béo ngậy trong miệng các bạn. Wow, đã nha. Thì gà đấy, dầm xem nó chắc chắc nào đấy. Các bạn muốn ăn cho nó hơi béo béo ngậy hơi chút xíu, kẹt một ít cái nước sốt lên. Sau đó tràn một chút xíu nước mắm lên, nước mắm gừng nhé các bạn. Mời cả nhà. Nó béo. Mình nghĩ nhá, bạn nào mà thích ăn cái cảm giác gọi là béo béo ngày ngày, ăn cái món này là đúng bạn. À, rồi nha các bạn, nói chung là như vậy thì mình cũng vừa mới thưởng thức cả ở đây xong. Nói chung là đầu tiên mình thích ở đây là cái quán này là thứ nhất là cái không gian nha các bạn. Không gian rất là ấm cúng. Ở đây người ta dùng cái màu như các bạn thấy là cái màu vàng á. Vô bước vô không gian rất là ấm cúng. Quán sạch sẽ, sạch nha. Không gian ấm cúng, quán sạch sẽ. Cái đó đầu tiên là mình thích ở đó. Cái thứ hai ở đây là mình nói về cái phần cơm ha. Ở đây thì mình thấy cơm gà đây, cái phần cơm nấu rất là ok. Phần cơm ăn rất là vừa miệng. Về cái phần giá bán á, thì ở đây thì có giá là nó từ rẻ nhất là 42 và đắt nhất là 98.000. Nói chung là ở đây thì khu vực này nó cũng thuộc khu vực trung tâm rồi. Và cái giá ở đây thì đối với không gian như vậy, cái giá như vậy thì theo bản thân mình cảm nhận nha, thì đây là một cái giá hợp lý. Không biết các bạn thấy như thế nào, nói chung riêng về phần giá thì các bạn có thể cho nhận xét thêm nha. Còn riêng về phần khẩu vị thì cứ một người một vị khác nhau, nhưng mà hôm nay thì mình thấy ăn nó rất là hợp với khẩu vị của mình. Ăn thấy cũng khá là ok. Đấy. À, mọi thứ sạch sẽ, tinh tương. Và đặc biệt ở đây là mình thấy cái sốt đây người ta làm. Cái này ăn cơm trộn đều ăn ngon nha, nhưng mà ăn vừa vừa thôi, nhưng mà ăn vừa đủ là rất là ngon. Sốt này là mình cảm thấy ok. Còn gì không ta? À rồi nha, nếu mà bạn nào mà chưa từng ăn món cơm gà Nha Trang hoặc là thích món cơm gà Nha Trang thì một lần nào đó đi ngang qua đây có thể mua ăn thử nha. Về cái phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu phần đầu video rồi. Mình sẽ ghim thêm cái địa chỉ vào trong phần mô tả video, nếu các bạn không nhớ thì có thể vào đó xem thêm nha. Ngoài ra thì mình sẽ để cho các bạn một cái địa chỉ trong phần mô tả luôn. Nếu bạn nào hôm nay cần đi có thể nhấp vào đó đi cho nó về nha. Còn cái video này chắc mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và để lại ý kiến của các bạn về món ăn ngày hôm nay nha. Còn bây giờ mình tiếp tục ăn các bạn ạ. Hôm nay mình gọi cái phần đùi gà góc tư là ăn xong là no các bạn ạ. Gà là no.